xa xa là cái nhà xanh xanh là chợ xóm củi đó anh chị. Đó, người ta đang làm vàng đi ra nè. Mai, cây mai thì nụ cũng chưa có bông hoa gì cả. Cái này là bông giấy Thái. Tu nè, bị dày của nó nè. Đó, người dân địa phương gọi đây là chợ chiều. Tôi với Sunny như thế này là vui lắm rồi. Rồi, cầu nhà thương. Sunny đồng mến chào anh chị và các bạn. Sunny đang ở khu vực chợ lớn trên con đường Tân Hàng. Với video clip này bây giờ thì khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 1 2022. Muốn mời anh chị chúng ta sẽ cập nhật bến Bình Đông, trên bến dưới thuyền những cái thuyền hoa năm nay thì như thế nào. Tất nhiên thì vào 20 mấy tháng chạp, từ 25 tháng chạp trở đi á, thì lúc đó thì buôn bán thì nó đông hơn, nhưng mà bữa nay thì mới có ngày 17 thôi, 17 tháng chạp, thì Sunny cũng muốn cập nhật gửi tới anh chị trên bến Bình Đông. Rồi Sunny sẽ chạy thẳng qua cầu số 1, số 2, số 3 để đi tới về Mễ Cốc luôn nha anh chị ha. Đây là con đường Hải Thượng Lạng Ông, con đường bán thuốc bắc, chuyên bán thuốc bắc. Giờ mình sẽ đi lên cầu Trà Và nè, rồi về chợ Sống Củi, sau đó sẽ đi xuyên suốt bến Bình Đông, bến Mễ Cốc tới cầu Nhà Thương luôn nha anh chị ha. Thì theo những năm ngoái, cứ vào khoảng 25 trở đi thì thuyền ghe tấp nập, nhưng trong khoảng mười mấy thì ghe bắt đầu lên rải rác lên dần rồi anh chị. Thì không biết là năm nay như thế nào, thì mời anh chị cùng đi với Sunny. Rồi mình quẹo lên cầu Trà Và, nếu đi thẳng là về chợ Bình Tây đó. Lớn thì thấy đông xe cộ anh chị ha. Cầu Trà Và về với xóm Củi. Xa xa là cái nhà xanh xanh là chợ Sống Củi đó anh chị. Bên phải là bến xe Sống Củi ngày xưa. Rồi chúng ta quẹo về bến Bình Đông. Hy vọng rằng có vài chiếc thuyền giống như những năm trước để cập nhật rồi anh chị. Thì hy vọng thôi, không biết như thế nào. Mời anh chị đi cùng với Sunny nha. Trước mặt anh chị đó là bến Bình Đông, còn mé bên kia là bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm, ở giữa là dòng kênh Tàu Hủ. Đây mình cập nhật cùng với anh chị, cập nhật coi có tín hiệu gì chưa.
nhìn có vẻ hơi buồn rồi anh chị. Thôi cứ chạy như thế này. Bữa nay là ngày 17 rồi, 17 dưới rồi, đâu còn bao lâu nữa là Tết rồi. Anh chị có chuẩn bị Tết chưa? Riêng Sunny thì mấy hôm nay thì buổi tối nào cũng quét dọn nhà cửa, cứ lao quét, sắp xếp cho nó gọn gàng nhà cửa, rồi trưng cái này trưng cái kia. Riêng Sunny, gia đình Sunny thì ăn Tết sớm lắm anh chị, vui mà. Cái mưu đang dọn dẹp xịt nước cho nó sạch. Bốn bốn bảy bến Bình Đông. Như thế này là chưa có gì tín hiệu rồi anh chị, chưa có tín hiệu gì cả. Thôi cứ đi. Đây bắt đầu là người ta đang làm vàng là làm gì đó, bắt đầu là thấy tín hiệu rồi đó, đang làm vàng. Ở đây là thường thường là bán hoa lan. Năm trước với chủ đề mang tên là trên bến dưới thuyền, nhưng năm nay thì không biết là chủ đề gì đó. Người ta đang làm vàng đi ra nè. Đây có thể là một cái sân khấu. Nhà vàng đi ra, không biết là trưng bày cái gì, để từ từ cập nhật rồi anh chị. Đây là phố lầu, mà bên trái là phố lầu, những cái hãng xưởng năm xưa. Đây nhà vườn người ta bắt đầu là đem cây cối lên. Đây là cây dừa. Mai, dừa, mai. Đây là nguyên cây mai. Cây mai thì nụ cũng chưa có bông hoa gì cả. Từ từ rồi, đây là nhà vườn lên chị ha. Còn không phải là chiếc ghe chở hoa, bông hoa ở dưới miền Tây lên. Thích lắm anh chị, khi mà những chiếc ghe hoa, bông hoa chở hoa đó đứng trên cây cầu, cầu đi bộ đó, rồi chụp hình đẹp lắm, thích lắm. Và nguyên cái dòng kênh tàu hủ này, ghé thuyền đầy hết. Nguyễn Chí Nghĩa, mé trái Nguyễn Chí Nghĩa, chợ Nguyễn Chí Nghĩa. Ngày xưa ở đây là có cái cầu Bắc Qua nè, còn bên kia là con đường Bình Tây đó, cái cầu Bắc Qua Nguyễn Chí Nghĩa. Cái nhà xanh xanh đằng kia, bên kia là đường Bình Tây đó. Rồi bây giờ xin em tiếp tục chạy lên cầu số 1 nha, cầu ngang số 1. À, có một tí gì trời công nhận, họ phải nói bông giấy nó nở chùm chùm chùm, đẹp quá.
còn giấy nó ở chùm chùm mà quá đẹp luôn. Cái này là bông giấy Thái. Rồi mình lên cầu ngang số 1 nha anh chị. Đây giống như là một cái vội đất cù lao, nó chạy dài thẳng dài tới Thạch Cát, bên là tàu hũ lò gốm, bên kia là dòng kênh đôi. Rồi ở đây thì cũng có rồi, có rải rác bông hoa lên mà chưa có chiếc ghe nào anh chị ha. Ghe nó mới đẹp, nó mới ra trên bến dưới thuyền. Ở đây mấy nhà vườn gần đây người ta đem nó tới đây người ta bán thôi, bán Tết. Đó, cây bông tứ à, gồ gồ lên đẹp chưa. Tình Nhi rất là thích ngắm bông hoa, rất là thích cái đẹp. Đây là những cái xe bán hàng ngày, 2 kg 15 ngàn, 3 kg 20, giá rẻ bất ngờ. Thanh long đó là hiện tại là những nhà nông ở Long An và Phan Thiết trồng thanh long rồi chở xuất qua bên Trung Quốc. Hiện tại là biên giới Trung Quốc chưa thông quan nên cái hàng đó nó đổ về và người dân bán trong nội địa nên giá nó rẻ bất ngờ như thế quý vị. Nông dân năm nay thì vì đại dịch thì cũng rất là mệt mỏi, đặc biệt mùa Tết những nhà nông trồng hoa không biết là năm nay như thế nào, hơn là coi như là thời gian giãn cách nó không có giống như cái thời gian khủng hoảng như lúc trước, mấy tháng trước. Chứ mà khủng hoảng như mấy tháng trước là thôi xong, xong phim. Đây, ngay khúc cái nhà tôn mà phía trước anh chị đó là cái nhà kho gạo ngày xưa nè. Đứng đây để anh chị, anh chị thấy cái nhà xanh xanh mé bên kia đường không? Đó là con đường Phạm Phú Thứ đó, từ ngay chỗ ngã tư Hậu Giang theo con đường Bình Tiên Phạm Phú Thứ là về đây. Ngày xưa ở đây có một cái cầu chữ U, cầu sắt. Sinh Y đã từng đi cái cầu sắt này rồi. Đi ở Fatima chạy xuống đây thăm người yêu. Bây giờ là em xã đó. Rồi cũng đi cái cầu sắt này. Nhưng mà từ khi làm đại lộ Võ Văn Kiệt, cái cầu sắt thì không còn nữa. Đó, người ta gắn sạp, người ta lên sạp rồi đó. Những hình ảnh rất là sống động là Sunny thích quay á, là những chiếc ghe thế là có cái tấm ván, thấy người ta truyền hoa lên người ta xếp, hoặc là dưa hấu thảy thích lắm. Nhưng mà bữa nay thì chưa thấy, nãy giờ chưa thấy có chiếc ghe nào lên cả. Nếu mà theo những cái tài liệu mà Sunny đọc được đó, mà khu vực này là cộng đồng người Hoa rất là nhiều,
từ Cù Lao Cố xuống, người ta làm ăn có nhà kho, nhà máy xây sắt lúa, cầu ngang số 2 là gì, nó nhộn nhịp, không kém gì khu vực chợ lớn quận 5 đâu. Mà máy trái là cái tôn, đó là chợ Bình Đông, chợ mới thôi anh chị. Nếu mà chợ cũ là nó nằm mé bên kia cầu, ngay chỗ phố Lầu đó. Vào những năm cách đây khoảng 3 năm thì khu vực này nó ngập nước dữ lắm. Cứ mưa rồi nước sông lên là ngập. Nhưng mà 2 năm trở lại đây thì cái hiện tượng ngập bớt đi rồi anh chị. Nó chữ ứ chút xíu rồi nó thoát ra thôi. Lý do là họ làm một cái con đê rất là lớn, và phía trong cái lõi của mảnh đất Cù Lao này nó có một cái hồ lớn lắm. Khi mà nước sông lên nó bắt đầu là người ta ngăn cống lại, nước mưa ứ động thì có mấy bơm hút vô cái hồ đó, và từ cái hồ đó nước cạn bơm ra. Ngày xưa thì có ao hồ nhiều thì nó chảy vào trong ao hồ, từ từ nó rút ra. Bây giờ thì nhà cửa nhiều quá. Đây cái hướng chợ cũ nè, mé trái quẹo vô chợ cũ nè, đây là phố Lầu. Bây giờ thì xây nhà nhiều quá thì nó chảy lên đâu anh chị, chảy lên đường. Đó, phố Lầu buổi tối, trước dịch thì buổi tối vui lắm, người ta buôn bán đông lắm, bán thức ăn rồi mở cửa. Nhưng mà bây giờ sau này xin đi để ý định đi quay coi như thế nào, để ý tối buồn lắm anh chị, nhà đóng cửa hết à. Máy trái là con đường Lương Văn Can để ra bến Nguyễn Duy, và trên bến Nguyễn Duy có một cái gia đình Ấn Giáo thì phải, có chiếc đò ngang, có quán cà phê, có chiếc đò ngang để đi qua đình Bình Đông. Bây giờ mình chạy về bến Mễ Cốc nha anh chị ha. Và bến Bình Đông thì hiện tại cũng chưa có tín hiệu gì, so với những năm trước thì giờ lác đác ghe nó lên chùa. Chùa Long Hoa Tự, đây là chùa, cũng ngôi chùa của người Hoa. Ngôi trường cũng rất là lớn. Những anh chị ở bến Bình Đông, Mễ Cốc thì học ở trường này, bây giờ có tên là Ngô Gia Tự hoặc là trường Bình Đông ở trên bến Phú Định. Bến Phú Định. Hồi nãy quên ngừng lại để quay cái mố cầu của cầu nhà máy rượu. Đây trước mặt bên phải anh chị, đó là ngã ba sông giao cắt giữa kênh Lò Gốm, kênh Tàu Hủ và kênh Ruột Ngựa Mã Trường Giang. Đây ngã ba sông đây. Mé bên kia là cái cầu Lò Gốm sau này thôi. Cái hướng mé bên phải là đại lộ Võ Văn Kiệt, đi thẳng là về An Lạc. Cái hướng bên kia xong nha anh chị ha. Còn cái này là mình vô bến Mễ Cốc. Sunny sẽ đi con đường Mai Hắc Đế, đi tới đây chạy về bến Mễ Cốc và Mai Hắc Đế. Cuối năm rồi, Tết đến rồi.
cầu Vĩnh Mậu. Kênh Sydney á có rất là nhiều cô chú anh chị ngày xưa sinh sống ở đây, có rất là nhiều. Ở đây có hồi ngày xưa có cái hàng cây đẹp lắm nè, hàng cây đẹp lắm, nhưng bây giờ làm cái đê nó cao lắm nè, dòng kênh đen trên Lò Gốm, bên kia là bến Phú Định. Những chiếc ghe chở đâu dừa, chuối, trái cây lên đó bán. Nước đang rút là anh chị, bến Phú Định bên kia. Bây giờ chúng ta đi tiếp bên đây nha. Đi thẳng Mai Hắc Đế. Mai Hắc Đế còn gọi, ở đó có một cái chợ, người ta gọi là chợ chiều. Còn chợ Rạch Cát ở cuối con đường á là chợ sáng. Cái đê bây giờ làm cao lắm. Nó cao khoảng 1,5 m, 2 mét anh gì. 1,5 m chứ, 1,5 m, 1,8 m gì đó, cao lắm. Ngày xưa thì thấp tè tè. Còn bề dày nó dày thì khoảng là 2 mét, 1,5 m, 2 mét đó. Bữa nào đo cái gang tay coi bao nhiêu. Cái công trình này cũng chưa xong. Tưởng là giống như những năm ngoái đi vòng như thế này để quay vài chiếc ghe lên được, coi sao năm nay hẻo luôn, không có chiếc nào lên hết, buồn ghê. Đó cũng là một cuộc sống Sài Gòn trong cái thời gian dịch bệnh anh chị. Đây là một cái chợ Vạn Nguyên. Chợ Vạn Nguyên. Đi cái ngõ này để anh chị cập nhật nè, cái đê bây giờ người ta đang làm đường đó, cái đê ở chiếc xe lưu đó thì anh chị thấy đó. Trời ơi, thấy chưa anh chị, thấy không, cái đê nó dày lắm nè, nó xe lưu nè, bị dày của nó nè đó. Vậy thì ok, chắn sóng tốt rồi. Xa xa thì có còn một cái cầu sắt để bắt qua bến Bình Đông, bến Phú Định. Còn phía trước là cầu số 3. Chúng ta lăn bánh qua cầu số 3 nha anh chị, để về bến Mễ Cốc. Ý qua cầu Vĩnh Mậu là bến Mễ Cốc, đây là bến Mễ Cốc rồi chứ. Nói cái đê cao như thế thì cũng tội một số nhà dân, họ không có tiền để xây nhà mới hoặc nâng nền, nên nước mưa thì nó chảy vào nhà xong là tát nước ra, hoặc là nước sông lên nó chảy vào nhà xong tát nước ra. Nó không phải là nó chảy vào nhà, nó ập từ ở dưới cái nền lên luôn anh chị. Nó ập ở dưới, tại cái nền cũ á, nền đất nhà cũ á, nó ập từ dưới lên luôn.
nói với quận 8 là cũng là một cái quận gần trung tâm, nhưng mà nó vẫn tồn tại những cái cầu sắt. Ví dụ như mình nói Nhà Bè hoặc là Bình Chánh nó xa quá, nhưng mà đây là một cái quận gần trung tâm mà nó vẫn còn tồn tại cầu sắt. Xa xa là thấy cầu Nhà Thương đó. Đây là chùa Quan Âm, một ngôi chùa rất lớn, hiện tại cũng đang xây sửa, và cứ mỗi ngày rằm thì người ta tới viếng rất là đông. Theo người địa phương kể là chùa Quan Âm ngày xưa là một cái am nhỏ nhỏ thôi, một nhà gỗ, nhà lá thôi, nhưng mà ngày hôm nay thì xây to, rất là to. Rồi con đường Mai Hắc Đế, xin đi đi con đường Mai Hắc Đế, rồi sau đó đi con đường Rạch Cát băng qua cầu Nhà Thương. Đây Mai Hắc Đế, ngôi trường cũng là một ngôi trường của ngày xưa, các anh chị mà ngày xưa học ở đây. Đây là khu vực chợ chiều, người dân địa phương gọi đây là chợ chiều. Trường học này mang tên là Lưu Hữu Phước. Tại con đường Bến Nguyễn Duy á, là bây giờ là mang tên là Lưu Hữu Phước, nên cái trường này mang tên giống vậy luôn. Đây cái khu vực chợ chiều. Còn mé bên trái thì có một con hẻm để đi ra một cái ao sen rất lớn. Cái ao đó là cái ao để chứa nước, nước khi mà nước sông lên đó, thế là hệ thống bơm vào đó. Thế là khi mà nước sông cạn thì nó từ đó họ bơm ra ngoài sông. Đi thẳng ra Bến Nguyễn Duy luôn anh chị ha, con đường Lưu Hữu Phước. Để nói cái mảnh đất này ngày xưa thì rất là thưa thớt, không có nhà liền kề đó. Nhà ai mà ở đây ngày xưa thì cái nhà giống như nhà, xong rồi xung quanh là đất ruộng rồi dừa nước, ao hồ. Còn ở đây là dừa nước, đi thẳng ra dòng kênh đôi luôn. Bây giờ dân nhập cư đông quá. Cái lõi bên trong đó nó là có hình thành những con hẻm giống như mê cung, quẹo qua quẹo lại. Thì ở đây nó vẫn tồn tại những cái bến phà, như là phà Hội Đồng nè, phà Rạch Cát để đi qua xóm đạo Phạm Thế Hiển, vượt qua dòng kênh đôi. Chiến đò ngang. Để mà đi qua chợ Phạm Thế Hiển hoặc là bên xóm đạo Phạm Thế Hiển, Sinh Y cũng thường chọn cái cách đi phà. Rồi đi thẳng về chợ Rạch Cát, Sinh Y sẽ quẹo con đường Rạch Cát này nha. Con đường này quá quen thuộc với Sinh Y, ưa đi qua bên đây chơi lắm anh chị, chơi với anh chèo bà con cô cậu đó. Chèo bà con cô cậu mới sợ chứ, không biết bữa nay anh có không có vô nhìn ngó coi ảnh có vô thăm má không. Không có. Rồi trước mặt anh chị đó là cầu Nhà Thương để bắt qua bến Phú Định, nơi đó có trường học Bình Đông. Và tới đoạn này thì xin đi xin nói lời tạm chia tay với anh chị các bạn. Rất vui đã cập nhật bến Bình Đông những ngày cận Tết, giáp Tết của Sài Gòn, để coi tình hình như thế nào. Năm nay thì nó hơi hẻo hơn so với năm ngoái, và Sinh Y sẽ cố gắng trong thời gian sắp tới cập nhật tình hình, gửi tới anh chị và các bạn.
hạnh phúc khi đã chở anh chị đi đi chơi với Sunny như thế này là vui lắm rồi. Rồi cầu nhà thương nói lời chia tay anh chị luôn vui khỏe hạnh phúc nha. Sunny thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những video clip mà kế tiếp. Bye bye anh chị.